Đen chị. Hiện tại trên khu vườn của mình chỉ có bốn cây này thôi. Thì đây chính là dừa sim, nhưng mà dừa sim Thái, dứa thơm ấy. Thì cái loại này gia chủ nói ấy, là nó có thơm mùi dứa. Ở trên đất này ấy, chỉ có bốn cây này thôi chị ạ. Còn tất cả bên kia là dừa sim thường hết. Tí cũng thử nha chị nhá. Dạ xin kính chào quý anh chị. Một khu phức hợp tâm huyết của gia chủ. Nó quá rẻ trong thời điểm hiện tại bây giờ anh chị ạ. Tại sao nó rẻ như vậy nhá? 4.000 mét vuông, trung tâm ngã tư Vĩnh Tân, sát bên nắp là thị trấn Vĩnh An, sát hồ Trị An. Bên đây là khu vực sông Mây, mọi thứ tiện xung quanh đầy đủ hết. Giá trị xây dựng trên 4.000 mét vuông full. Em xin nhắc lại nhá, xây dựng full hết 4.000 mét vuông. Với tổng chi phí đầu tư 8 tỷ đồng. 8 tỷ đồng nha anh chị. Kinh doanh mọi thứ trong đây, tại sao nó không phù hợp? Đầu tiên phải kể đến là một ngôi biệt thự anh chị này, một ngôi biệt thự mini đây, đây một ngôi biệt thự mini được xây dựng trên nền đất 160 mét vuông, hoàn toàn là lót gạch, lót đá hết nhá, đây là đá đá núi lửa đó anh chị, hoàn toàn lót đá hết. Đá này có tác dụng rất lớn trong việc vấn đề mà thấm hút nước, nếu nước mưa là thấm hút rất nhanh đó. Đây đó chính là một ngôi nhà biệt thự mini với diện tích sàn là 160 mét vuông, xây dựng kiểu Thái, anh chị nhìn không? Cứng cáp không? Cái nhà này anh chị xây được 1 tỷ không? 1 tỷ phải xây được cái nhà này nha chị nhá. Và trong đây gồm có 3 phòng ngủ. Đó, phòng khách lớn, rồi có nhà bếp, rồi nhà vệ sinh đầy đủ hết. Bên đây anh chị này, mình còn một cái căn nhà, cái này tổng khoảng 6 mét vuông. Căn nhà này này, đây là một căn nhà xây dựng trên một diện tích là khoảng 60 mét vuông. Mục đích đầu tiên của gia chủ muốn làm căn nhà này đó chính là để bán gạo, phân phối gạo nha anh chị nhá. Đó, phân phối gạo. Khu này dân cư xung quanh ở kín rồi anh chị ạ. Đó, anh chị thấy không? Rất đẹp không? Căn biệt thự có vườn hoa, hoa hồng này, cải sặt này. Có một căn biệt thự lớn và ngoài căn biệt thự này ra, chúng ta còn có phức hợp kinh doanh gồm có nhà hàng, nhà nghỉ, hồ câu cá giải trí và nhiều tiện ích xung quanh khác. Bây giờ em sẽ dẫn chị đi xem. Với chi phí anh chị bỏ ra hơn 12 tỷ đồng là anh chị thấy rẻ cỡ nào? Bây giờ đi theo em nhé, em sẽ cho anh chị thấy tại sao nó rẻ như vậy. Đi, em mời anh chị vô. Khi bước vô căn nhà của mình anh chị thấy không? Đầu tiên là bên mình có một cái chòi, nơi đây là anh chị có thể tiếp khách gia đình của mình. Phía bên kia là mình kinh doanh, nhưng phía này mình sẽ ngồi tiếp khách anh chị này. Đó. Đây nơi đây khách hàng anh chị người thân đến, anh chị có thể ngồi đây tiếp khách, uống trà, mọi thứ ở đây. Rất là mát mẻ trong căn biệt thự của mình. Rồi, bây giờ em đi mời anh chị đi vô trong nhà của mình nhé. Đó, anh chị này, đây chính là mình sẽ bước lên một bậc thềm như thế này. Đây, mình sẽ bước lên thềm. Đó, anh chị thấy không? Căn nhà làm rất là cứng cáp và rất là kiểu Thái nha chị. Bước vào phòng khách của mình thì chúng ta sẽ có một cái phòng khách ở đây. Đây, bước vào trong căn nhà mình có một phòng khách lớn, gồm có 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ và tất cả gỗ ở đây là bằng gỗ gõ hết anh chị. Gỗ gõ hết, cửa này cũng là gỗ gõ luôn chị nhá. Rồi, bây giờ trong đây thì chúng ta có 3 phòng ngủ và ở trong đây có, em mời chị ra đây xem đây trước này. Phía cuối nhà mình có một gian bếp cho gia đình. Một gian bếp rất rộng thấy không? Anh chị thấy không? Một gian bếp rất rộng, có cửa sổ thông thoáng và một cái cửa chính. Nhà mình thiết kế với anh chị nhìn vô trong ấy. Đó. Nhà này đấy, cái cửa kính này anh chị mở cửa ra là hoàn toàn đón gió, đón sáng và hơi nấu trong đây đưa hết ra ngoài rất là sạch sẽ. Rồi, ngoài ra, nếu mà anh chị không nấu nước trong đây, thì em mời anh chị xuống đằng sau. Ở đây có một không gian thoáng để cho anh chị có thể nấu nướng phía dưới này. Dành cho lúc mà những cái buổi tiệc lớn, cần cần một nơi không gian rộng rãi để anh chị nấu nướng ở đây. Đấy. Đây chính là không gian rộng rãi, chị thấy không? Rất rộng rãi để chị nấu nướng, rất là thoáng. Nấu ở đây thì anh chị khỏi lo mùi gì hết nha chị nhé. Khi mà đứng từ đây thì anh chị sẽ nhìn toàn bộ ra không gian phức hợp của mình. Yeah. Đây là không gian phức hợp của mình hết anh chị này. Ở bên đây là gồm có một cái nhà gian này, gian sảnh chính là nơi mà anh chị tổ chức nhà hàng tiệc cưới ở đây được. Còn bên này á, chúng ta sẽ có nhà nghỉ này và phía dưới kia là câu cá giải trí, ẩm thực
Bây giờ em sẽ mời anh chị đi qua bên phía phần bên tay phải của nhà mình trước nhé. Điểm đầu tiên đó chính là năm dãy nhà nhà này giống như nhà trọ nha chị ạ. Nó là gia chủ làm nên để kinh doanh nhà nghỉ, nhưng phòng ốc xây rất rộng rãi và sạch sẽ giống như một cái nhà trọ bình dân vậy. Bây giờ em sẽ mời anh chị qua đây. Rồi, đầu tiên chúng ta có một cái phòng ban. Phòng này nơi để bảo vệ này, để quả để điều hành đây. Rồi đây là dãy 5 phòng trọ. Tất cả đều có máy lạnh hết. Và tất cả những phòng đều hướng ra một cái khu vườn nhỏ này chị này. Vườn nhỏ mini này, chúng ta có cà pháo này, chúng ta có cây cải này. Đó, em sẽ mời anh chị vô một phòng để xem nhé. Đây, em sẽ mời anh chị vô một phòng. Đó, anh chị thấy không? Tất cả những cái phòng này đều xây dựng nhà nghỉ nhưng mà xây dựng theo một kiểu phòng mini, một căn hộ mini. Thì gồm có đầu tiên là cái phòng chính. Đây có giường này, phía trên có gác này, có máy lạnh phía trên này, và phía dưới đây có nhà bếp, có nhà bếp và nhà vệ sinh. Đó, như một cái phòng trọ mini vậy em chị ạ. Ở đây ấy, có thể đón khách ở dài ngày, một tuần, một tháng, thì khách có nhu cầu ở lưu trú lâu lâu dài thì nơi đây cực kỳ phù hợp. Khách có thể nấu ăn nấu nướng thoải mái cho chị. Bây giờ em sẽ cho anh chị đi xuống lần sau xem. 4.000 mét vuông này xây dựng hầu như full hết nha chị nhá. Giá trị xây dựng, tại sao nói 8 tỷ xây dựng, em không nói điêu đâu chị. 8 tỷ xây dựng để full hết chỗ này phải hết 8 tỷ và mất hết 2 năm trời. Gia chủ xây căn này từ năm 2020 đến năm 2022 mới xong. Thì hiện tại bây giờ có một số hoàn cảnh gia đình cho nên bây giờ gia chủ muốn sang nhượng là phần này. Chỉ có 2 năm thôi cho nên mọi thứ đấy hầu như rất là mới. Phía bên tay trái của mình này anh chị này, đây căn biệt thự của mình. Có một khoảng vườn rất nhỏ để nơi đây anh chị có thể trồng hoa, trồng kiểng, phục vụ riêng cho gia đình nhé anh chị nha. Nơi đây là phục vụ riêng cho căn hộ gia đình riêng của mình. Còn bên này là phục vụ cho kinh doanh. Ở phía dưới này chúng ta có cái hầm. Một cái hầm này có diện tích khoảng 200 m2. 200 m2. Nơi này khách đến anh chị có thể để xe đây. Để xe rất là rộng rãi. Đó anh chị thấy không? Đó, xe này ở phía trên này ấy. Phía trên này anh chị thấy không? Đây là những cột đà đổ rất cứng. Kết cấu anh chị cứ nhìn thẳng lên là anh chị thấy tại sao nó giá trị như vậy. Chứ không phải là em nói điêu đâu anh chị. Bỏ 8 tỷ ra là thật sự là chủ đã bỏ 8 tỷ rất lớn số tiền để đầu tư lên này. Phía bên này chúng ta còn thêm một cái hầm, một cái gara nhỏ nữa. Cái gara này ấy, anh chị để phục vụ cho gia đình mình nhé anh chị nhé. Cái gara bên kia là phục vụ cho kinh doanh, cho khách hàng. Gara này là mình phục vụ cho gia đình. Nơi đây ấy, mình để xe hơi này, để xe máy của mình trong đây. Phục vụ riêng lẻ hết. Vị trí này là phục vụ riêng lẻ cho mình hết nha anh chị nhé. Đó, rất rộng. Xe hơi mình để được một chiếc, hai chiếc. Xe máy mình để được chục chiếc ở đây. Đó, gia đình mình để thoải mái khu này luôn. Rồi, bây giờ phía trên này cái hầm, đây là cái tầng hầm phía dưới. Phía trên này chúng ta có một cái sảnh để phục vụ cho lượng khách lớn tầm khoảng 20 đến 30 người nha anh chị. Chỗ này anh chị trước đây chủ đang làm tổ chức tiệc cưới này. Tiệc cưới rồi tổ chức những hội nghị, những buổi tiệc sinh nhật. Nơi đây phục vụ cho 20 người. Ấy, 20 bàn. Nơi đây phục vụ cho đủ cho 20 bàn nha anh chị. Đó, anh chị thấy không? Tất cả rất là rộng rãi và không gian thoáng thoáng đó, và nơi đây là phục vụ cho 20 bàn. Còn nếu mà anh chị nào ấy có nhu cầu mà từ 30 bàn trở lên và phòng lặn thì ở dưới kia gia chủ thiết kế một sảnh cưới phục vụ cho 30 bàn. Bây giờ mời anh chị xuống đây nhé. Bây giờ em sẽ mời anh chị vô xem cái sảnh cưới phục vụ cho nhà hàng tiệc cưới 30 bàn. Phía bên đây chính là sảnh chính được thiết kế cổng chính này, có cửa cuốn bằng điện nha chị nhé, cửa cuốn điện, hệ thống điện nha chị. Cửa cuốn này là cửa cuốn hàng xịn, có chống, đây là cửa cuốn này có chống chống cấn nha chị nhé. Rồi bây giờ em sẽ mời anh chị vô xem không gian phòng lặn trong này để phục vụ cho 30 bàn nhà hàng tiệc cưới, sinh nhật, hội nghị, mọi thứ trong đây hầu như còn rất mới nha chị, cực kỳ mới luôn. Đó, ở trong đây hơi vang một tí xíu, anh chị thông cảm cho em. Anh chị thấy không, không gian này anh chị có thể đặt cố ở đây là phòng lặn hết, được được trang trí ở đây đầy đủ hết anh chị. Ở phía trên này anh chị này, đấy ở phía trên này là chúng ta có một cái nơi này gọi là sân khấu. Đó, đây là sân khấu, sân khấu tổ chức tiệc cưới nằm chỗ này anh chị thấy không, được thiết kế hết. Anh chị chỉ việc vô đây kinh doanh thôi anh chị, chỉ cần vô đây vào kinh doanh không cần phải làm thêm bất cứ cái gì hết. Rồi em mời anh chị quan đây, đây chính là nơi mà nơi mà bếp núc nấu nướng, nơi chuẩn bị những món tiệc đem lên trên đó. Ở đây là những không gian để mình đặt những cái bàn tiệc sẵn nha chị nhé, những bàn tiệc sẵn rồi nấu nướng thì mình xếp ra bên ngoài này.
Nấu nướng chính sẽ bên ngoài, đây là nấu nướng nhỏ trong đây, còn nấu nướng chính sẽ bên ngoài này. Em mời anh chị đi ra không gian bên ngoài này, nơi đây chính là nơi nấu nướng chính ở trên này. Đó, nơi đây, đấy, đây chính là nơi sảnh bếp để nấu nướng chính chúng mình. Đó anh chị, rau củ quả này kia rồi mình sẽ tập trung nấu nướng ở đây. Rồi sau đó đồ ăn mình sẽ đem vào trong kia để và đem phục vụ cho khách hàng. Nơi đây là nơi rửa rau anh chị này. Nơi đây là nơi rửa rau, rửa thịt. Gia chủ đã thiết kế hết rồi. Gia chủ đã nghiên cứu và thiết kế hết 100% rồi. Anh chị chỉ việc vô đây mà kiếm tiền thôi anh chị. 12 tỷ, rất xứng đáng. Hơn 12 tỷ nha anh chị nha. Rồi, bây giờ chúng ta vừa rồi đi qua là khu gian nhà hàng kết hợp với nhà ở. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống gian dưới là gian nhà hàng kết hợp với nhà nghỉ và nhà trọ. Rồi, phía trên này, bây giờ mời anh chị đi lên đây trước. Không gian thoáng, view hồ. Nơi đây thì ngồi mà ăn uống một buổi trưa thì còn gì bằng nữa anh chị. Đó, nơi đây là gia chủ thiết kế mục đích buổi trưa những khách hàng từ trong thị trấn ra, rồi những khách hàng mà có nhu cầu ăn uống nghỉ ngơi buổi trưa, những khách hàng tiếp 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 đối tác, tiếp sếp thì nơi đây là nơi cực kỳ tuyệt vời. Anh chị ngồi đây. Đó. Ngồi đây tiếp khách hàng mình đây, view hồ đây anh chị thấy không? Quá đẹp. View này thì còn gì bằng nữa anh chị. Anh chị thấy đáng giá chưa? Và anh chị nhìn thấy nhá, cái bờ hồ của mình này. Em mời anh chị lên đây. Em mời anh chị nhìn lên đây nhìn xuống bờ hồ của mình. Từ đây thì anh chị mới có thể nhìn thấy bao quanh được cái bờ hồ của mình. Đầu tiên là anh chị thấy không? Xung quanh này gia chủ là kè và xây dựng. Kè và xây dựng nhá anh chị nhá. Không phải hồ này là hồ mà gia chủ dựng lên không đâu nhá. Họ phải bỏ chi phí rất lớn ra để cải tạo cái nền móng này, cải tạo cái hệ thống giữ nước này để lên một cái khuôn viên hồ. Anh chị thấy họ xây dựng không? Đây là xây dựng nhá. Anh chị thấy không? Cực kỳ chắc chắn và đẹp luôn. Ở giữa đấy là có một cái cầu đi ngang qua. Cái cầu này kết nối giữa trung tâm của cái hồ này. Ở đấy mà ngồi ăn tiệc thôi thì tuyệt vời quá. Đúng không anh chị? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống để xem cái kinh doanh cái nhà nghỉ kết hợp với nhà trọ như thế nào nhá. Mình đi xuống dưới nha hơi mệt anh chị à. 4.000 m², đi mà đi hết cái khuôn viên này thì đúng là cũng thật là mệt nhưng mà rất vui. Gia chủ rất là nhiệt tình, chủ này rất nhiệt tình và rất vui luôn anh chị, rất thoải mái luôn. Đây anh chị, ở phía rèn dưới kia đó chính là những cái phòng mà giống như phòng trọ vừa rồi ấy, nó thiết kế theo kiểu là vừa nhà nghỉ vừa phòng trọ. Còn phía chỗ này ấy, là phòng VIP, phòng này dành cho quý anh chị ăn uống trong nhà cho nó gọi là mát mẻ thoải mái. Đây mời anh chị vào trong đó, chị thấy không, trong đây thiết kế phòng VIP có máy lạnh. Nếu mà anh chị không thích ngồi phía trên thì mình có thể ngồi phía dưới này để không gian yên tĩnh cho một cuộc nói chuyện và một một gia đình mà có con nít không thích ồn ào thì mình có thể sử dụng cái phòng này. Rồi đây đó anh chị thấy em sơ qua cho chị xem một phòng nữa nhé. Đó, cái phòng ăn uống này chị này, phòng VIP nhá, có máy lạnh hết nha chị nhá. Rồi, bây giờ em sẽ mời anh chị xuống cái khu nhà nghỉ kết hợp với nhà trọ. Hầu như diện tích xung quanh đây được gia chủ tận dụng hết 100%, công năng xây dựng này, trồng trọt này, nuôi gà thả vườn này, mọi thứ đều coi như là gia chủ tận dụng hết khả năng của mình luôn. Phía bên này có một không gian nhỏ nữa, thì hiện tại bây giờ cửa đang khóa rồi. Không gian này là dành cho nhà vệ sinh. Đó, không gian này dành cho nhà vệ sinh rửa tay cho anh chị em nào ăn uống ở đây này, ra đây vệ sinh rửa tay ở bên này. Rồi, xin mời anh chị đi vào trong đây. Anh chị thấy không, không gian phòng được thiết kế theo kiểu một cái nhà trọ mini và nhà nghỉ có thể lưu trú dài ngày, một tuần, một tháng, dành cho những chuyên gia, dành cho những cái chuyên gia mà lao động ở trong thị trấn Vĩnh An ấy, ra đây nghỉ một ngày, một tuần, một tháng mà không cần phải đi xa, phục vụ đầy đủ nhu cầu tiện ích hết, mà rất sạch sẽ, view ra hồ, có phòng tắm, toilet và giường ngủ hết, máy lạnh. Đó, thì anh chị thấy giá trị của nó xây dựng xứng đáng cho chị. Anh chị thấy em nói đúng 8 tỷ là không bao giờ em nói sai anh chị nhé. Đó, rồi kết hợp với view thì chắc chắn là phải có cây cảnh. Đố anh chị đây cây gì? Đây chính là dừa sim nha anh chị nhé. Dừa sim được gia chủ trồng bằng tâm huyết của mình và chăm sóc hàng ngày, hiện tại bây giờ vẫn đang chăm sóc hàng ngày anh chị thấy không, rất sạch sẽ luôn, và gia chủ đang tưới nước anh chị ạ.
Đó, đang tưới nước, chăm sóc hàng ngày, đang có quả này chị này. Anh chị thấy thanh bình chưa? Một ngôi nhà vườn cực kỳ thanh bình. Và đây, thanh bình garden, một ngôi nhà vườn thanh bình. Đó, em thật sự em rất thích ở đây. Ngồi đây này, hồ cá mình có này, view mình có này, mọi thứ đều đây có hết 100%. Thật là thoải mái. Ở phía trên kia là có một số không gian để nuôi gà, để trồng rau đó chị nhá. Thì không gian đấy vừa phải thôi, nó không to lắm đâu, nhưng mà cũng đủ để cho mình thả đâu đó khoảng 20 con gà, 30 con gà. Rồi mình có một không gian để mình nuôi chó và không gian để mình trồng cây, trồng rau, trồng hoa, mọi thứ đều có hết. Thật là không gì xứng đáng hơn cái số tiền mình bỏ ra. Tất cả những bất động sản mà em đi ngày trước đến giờ, em đi rất nhiều bất động sản nhà vườn nghỉ dưỡng, rất nhiều bất động sản kinh doanh mặt tiền, rất nhiều bất động sản kinh doanh mô hình câu cá giải trí và tất cả rất nhiều mô hình kinh doanh. Em khẳng định với anh chị, đây chính là mô hình kinh doanh và giá trị mua là anh chị lời nhất trong thời điểm này luôn. Gia chủ đã đầu tư 8 tỷ. 8 tỷ mà anh chị phải mất 2 năm nha chị nha. 2 năm là chi phí cơ hội rất lớn, không nhỏ. Không phải là anh chị bỏ ra 8 tỷ mà đã xong, anh chị bỏ thêm 2 năm chi phí cơ hội của mình nữa để làm nên cái vấn đề này. Thì bây giờ anh chị chỉ cần đến đây mà ở thôi, không còn gì rẻ hơn nữa anh chị ạ. Không còn rẻ hơn nữa rồi. Thì anh chị nào có nhu cầu mua bất động sản này thì liên hệ với team review chúng em. Cảm ơn chị rất nhiều và hẹn anh chị ở clip tiếp theo.